Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Alpha Collection. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về phần mềm Autodesk Fusion 360. Lúc này đây là mình đang ở giao diện chính của phần mềm Autodesk Fusion. Hiện tại đang là phiên bản mới nhất, thì mọi người có thể lên trang web của Autodesk để tải về phiên bản mới nhất. Ở trên mạng thì nó sẽ có nhiều phiên bản là bản Education, bản Business hoặc là bản Hobbyist. Lúc đó thì mọi người có thể tùy chọn theo những phiên bản, nhưng mà mình khuyên là nên mua phiên bản là theo năm. Chi phí một năm khoảng là coi như $375 cho một năm sử dụng đầy đủ chức năng của phần mềm Autodesk Fusion này. Rồi, bây giờ hôm nay mình sẽ vô giới thiệu về cơ bản của phần mềm Autodesk Fusion. Thì trong đây là có phần design. Phần design nó là nơi để mình thiết kế ra tất cả để hỗ trợ mình làm được những sản phẩm mà mình mong muốn. Với tập lệnh là bao gồm là Create Sketch, tức là tạo những cái phần 2D, những bản vẽ 2D trước. Sau đó là lệnh là Extrude. Thì khi đưa chuột vào đây thì nó sẽ gợi ý ra là cách mình sử dụng cái lệnh đó như thế nào. Và tiếp theo là lệnh, ta có lệnh Revolve, lệnh Hole, lệnh tạo lỗ và lệnh Rectangle Pattern. Rồi, thì trong này nó sẽ có rất là nhiều cái lệnh để mà hỗ trợ để mình tạo dựng ra những sản phẩm. Đây, cứ đưa rê chuột vào thì sẽ gợi ý ra những cái sản phẩm này. Đó. Thì lúc này mình sẽ giới thiệu sơ về cái vấn đề về lệnh Extrude ngày hôm nay thôi. Đối với video này chỉ làm đúng về một lệnh Extrude. Thì muốn lệnh Extrude này á, mình có hai cái sử dụng. Thứ nhất, lệnh bấm trực tiếp vào lệnh. Đây. Thì nó sẽ hỗ trợ, nó sẽ hỏi mình là coi như có muốn chọn một cái mặt phẳng nào để mà mình extrude lên, đùng lên thôi hay không. Thì lúc này hiện tại cái phần của mình là chưa có gì cả. Đó. Rồi. Rồi. Thì muốn có được cái sử dụng cái lệnh extrude á thì phải tạo ra những bản vẽ 2D trước đã. Rồi, hiện tại mình đang tiến hành là click vào đây để tạo bản vẽ 2D. Đây. Sau khi bấm vào thì nó sẽ yêu cầu mình chọn mặt phẳng để bắt đầu thực hiện quá trình là đùng sản phẩm, extrude sản phẩm. Đó, mình chọn mặt phẳng cái này là XY. Rồi. Rồi, trong cái phần mà tạo bản vẽ 2D này thì nó sẽ nhảy cho mình ra một cái bộ công cụ mới là bộ công cụ của bên Sketch. Lúc này sẽ có là line, là vẽ đường thẳng, và vẽ đường tròn, coi như nối tiếp đường thẳng, hình chữ nhật, hình tròn, đường giống như kiểu đường line, SP line, và lệnh mirror, tức là lệnh copy sản phẩm đối xứng. Đây, phần sketch dimension là phần để chọn về kích thước. Rồi. Thì mình tiếp tục là coi như đây. Ví dụ mình đang cần vẽ một cái chi tiết như thế này, mình có thể dùng được lệnh line trước đã. Click chuột trái để vẽ, để chọn điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Đây. Đó. Và ví dụ như ở đây mà muốn vẽ được cái cung tròn tiếp tiến thì là ngay góc này giữ nút chuột trái và kéo. Thì lúc này mình sẽ ra được đây. Đó. Đây là cách dùng đường lệnh line cơ bản nhất, dễ hiểu nhất. Đó. Thì đó là đối với lệnh line. Rồi. Mình có thể vẽ cung tròn theo bất kỳ hướng nào mà mình cũng muốn đây. Đó. Rồi. Đó, đó là đối với riêng lệnh line. Lệnh line là mình có thể vẽ ra được hình vi viên dạng phức tạp. Chỉ cần là mình có thể tưởng tượng ra thì mình có thể vẽ tới. Tiếp theo là phần vẽ hình chữ nhật bởi hai điểm. Đây, nói làm liền. Khi click vào đây mình chọn một vùng bất kỳ, click chuột trái. Đó, thì nó sẽ ra. Thì trong cái quá trình vẽ trong Autodesk Fusion này á, thì nó sẽ có những cái vấn đề về kích thước. Kích thước nó nhảy. Nếu mà mình đã biết được cái kích thước mà mình muốn vẽ rồi thì mình nhập trực tiếp vào đây luôn, không cần phải sau đó mới đo rồi mới là tính kích thước. Ví dụ mình cần vẽ một
hình là hình vuông 50 50. 50. Rồi. Thì cái sketch dimension này nó có một cái hay á, là giả sử như mình muốn lấy kích thước ở đây mà mình gán qua kích thước bên này, tức là kích thước đường ngang gán cho đường dọc, mình chỉ việc bấm vào đứt đôi vào kích thước đường dọc này. Và có hai cách, thứ nhất là bấm đây, thứ hai là mình gõ tay vào để lấy kích thước này. Thì giả sử sau này mình chỉ cần thay đổi ở vị trí này về 25 đó, thì kích thước nó sẽ tự động lấy theo, phần là tụi nó sẽ làm theo kiểu dạng parameter luôn, mình rất là khỏe trong cái chuyện này đó. Bây giờ mình lấy kích thước ở đây so với cái đường này, rồi 50 đây đó. Đó là về cơ bản là như vậy. Với hình tròn mình cũng làm tương tự. Đây, hình tròn giả sử như ở đây mà mình nhớ cái kích thước ở đây lúc nãy á, mình lấy á, là 25 rồi á, là nó là D1, tên gọi của nó là tên D1, thì lúc này mình chỉ gõ vô D1 Enter. Rồi thì nó sẽ là lấy theo cái thước D1. Tại sao cái hình này á, cái đường tròn này á, thì lại là có nét màu xanh, còn cái đường này nếu là hình vuông, tại vì đây á, nó đã được fix cố định với góc tọa độ rồi, còn cái này nó chưa được fix cố định, thành ra là mình có thể nắm kéo được, còn cái này mình không thể nắm kéo. Thì bây giờ muốn fix cố định của nó rất là dễ, chỉ việc gán cho nó khoảng cách chính xác từ đường tròn cho tới cái góc tọa độ mà mình muốn nó gán. Đây mình bấm chữ D hoặc là đưa vào cái biểu tượng là sketch dimension này, nó cũng gợi ý là coi như bấm phím tắt là nút D đó. Rồi đây thì mình cũng tương tự ở đây, lưu ý ở đây á, kích thước này nó ngoài cái vấn đề mình lấy tham số ra, mình có thể là cộng trừ nhân chia ngay trong khung kích thước luôn. Ví dụ đó, đây là một cái rất là tiện lợi của phần Auto Fusion này. Rồi đó là riêng trong phần sketch, thì trong các phần sketch này nó sẽ có rất là nhiều lệnh để mà hỗ trợ mình trong cái việc tạo dựng sản phẩm. Đây giống như nãy là có lệnh mirror đi, mirror thì chỉ cần là một cái hình vẽ nó qua một cái nơi để mà nó có thể đối xứng. Ví dụ mình muốn đối xứng cái hình này, hình tròn này nó qua đối xứng qua cái đường cạnh này, thì việc thứ nhất là mình chọn đây, ở đây nó sẽ gọn phần object á, là one select mirror line, là mình sẽ chọn xuống như thế này. Ok, là nó đã gợi ý cho mình xong cái phần là nó sẽ copy từ bên trái qua bên phải đó, chỉ như vậy thôi, rất là đơn giản. Rồi thì trong đây nó đây có thêm phần center to center. Nói chung những cái phần này là nó sẽ hỗ trợ cho mình rất là nhiều trong việc mình thiết kế sản phẩm, không nhất thiết là phải bị phụ thuộc vào một sản phẩm nào cả, chỉ cần có thể tưởng tượng được ra thì có thể vẽ được. Đây là ưu điểm của phần mềm đó, mình muốn vẽ bất kỳ cái gì chỉ cần có coi như suy nghĩ. Rồi khi mà muốn xong rồi mình sẽ quay lại cái lệnh extrude ban đầu của mình, bấm vào finish sketch này, home này đó. Rồi thì lúc này mình bấm vào lệnh extrude, extrude ở đây giả sử như muốn đùng cái khối này nó lên 25, thì mình có việc chọn vào cái khối mà cái hình vẽ đường biên nào. Lưu ý á, cái phần này nè nó khác cái phần nền trắng, tại vì đây là nó nằm trong khung bao cho nên nó thể hiện là một màu xanh nhạt, cái phần khung trắng nó không được bao cho nó là màu trắng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc một số hình á, mình nhìn vào á, mà mình thấy cứ nghĩ nó là vòng kính nhưng mà nó sẽ là màu trắng, có nghĩa là cái vòng nó chưa kín, cần phải kiểm tra lại cái hình vẽ đó, cái chỗ mình tiếp giáp nó ở đâu để sửa lại bản vẽ. Cho nên cái khâu này nó cũng hỗ trợ cho mình là khá nhiều. Đây giả sử mình muốn đùng hai hình này lên cái chiều cao 25 mm, thì đây 25
Rồi cái người hỏi là như mình dùng lại cái kích thước hồi sớm kia được không? Được luôn. Nhập luôn. Xóa. D1. Đó. Nó cũng sẽ lấy theo kích thước này luôn. Rồi, lúc này chọn là New Body. Rồi. Thì khi mà mỗi lần làm xong một cái lệnh á, thì cái sketch, cái bản vẽ 2D của mình á, nó sẽ bị ẩn đi. Nó không mất, nó chỉ ẩn đi. Bây giờ mình muốn tiếp tục mình lấy lại thì sao? Thì mình chỉ việc đơn giản là đây, bấm sổ ra cho nó hiện lên và tiếp tục chọn lệnh khác, lệnh export khác, chọn hình khác, đây chọn đây. Rồi kích thước bây giờ mình thích gấp đôi luôn, 50 luôn đó, được chưa? Thì lúc này nè, ở ngay cái phần tiếp giáp giữa hai đường này, hai cái hình này nè, nó sẽ có một cái phần tiếp giáp ở đây, phần chỗ giữa. Lúc này mình chọn cái phần ngoài hoặc là mình chọn luôn để ra đủ hình tròn, hoặc là chọn đây, thì cái này nó sẽ bổ trợ rất nhiều sau này cho mình. Đồng thời nó cũng là một cái sau này mình vẽ mà mình bị chồng quá nhiều hình á, thì cũng cẩn thận là nên cắt bớt những cái phần biên dạng này đi, nếu không thôi là nó sẽ gây khó chịu cho mình sử dụng đó. Ở đây ngoài cái vấn đề đây, phần star là nó bắt đầu là nơi chọn cái bề mặt phẳng vẽ để mà đùng lên đó. Thứ hai là chọn chiều, chọn chiều ở đây là chọn one side, là lên một chiều đây. Chọn two side tức là sẽ đi hai chiều, tức là vừa lên vừa xuống. Giả sử như ở đây mình cho nó là xuống 10, rồi đó, thấy chưa? Rồi hoặc là symmetric tức là đi đều luôn, đi đều luôn thì nó sẽ là nó đùng hai đều. Ở đây có hai là half length và cái như whole length. Cái half length này chỉ cần giả sử như mình để 50 thì cái một khoảng ở trên và dưới á, thì nó là 50. Đây nó có hình ảnh nó gợi ý luôn cho mình. Còn này là whole length tức là nó là tổng chiều dài của sản phẩm này á, muốn đùng ra là 50. Đó. Rồi. Tiếp tục. Thì bây giờ ngoài cái đó ra là thêm cái phần là topper angle. Lúc này là cái góc để mà mình đùng lên, giả sử 5 độ. Đó. Thì này, tính theo từ dưới này, tổng chiều dài là 50 và cái góc ra bẻ ra là 5 độ. Đây, sản phẩm. Này nó hỗ trợ mình khá là nhiều trong vấn đề là tạo những cái sản phẩm mà có cái hình thù theo sở thích luôn á. Đây, 5 độ chưa đủ. 15 độ. Đó. Rồi. Đó, lệnh Extrude có thể là vẽ ra bộ sản phẩm hình cone chỉ với gần như lệnh thao tác đơn giản là nhập cái độ mà mình muốn nó vào. Đó. Lúc này tại sao mình nhập 30 mà nó biểu hiện ra là màu đỏ, thì nó tự động cái operation này nó sẽ chuyển qua chế độ là cut, là cái lệnh này nó sẽ cắt đi cái hình đã có sẵn. Hình đã có sẵn là cái nào? Là cái hình vuông này nè. Đây, đây là cái cùng nó đã cắt đi. Thì lệnh extrude là vừa đùng mà cũng có nghĩa là gọt bớt vật liệu. Thì thay vì nó bị ảnh hưởng bởi lệnh cut thì mình chỉ đơn giản là bấm vào và chọn lệnh join. Đó. Join thì lúc này nó sẽ tạo là khối liền liền với nhau. Nhưng mà nó trong cái lệnh join, trong cái phần operation này nó sẽ có thêm cái vấn đề là intersect, tức là giữ lại phần giao. Thì đây giữ lại phần giao có nghĩa là đây nó sẽ giữ lại cái phần giao giữa cái đường côn tròn này và cái khối hình chữ nhật, lại sẽ ra cái phần chỉ đây đó. Lúc này yên tâm rồi. Rồi giờ mình sẽ quay lại lệnh join xong thì sản phẩm của mình nó đùng ra nó sẽ là có kích thước như vậy. Two size đó. Vấn đề two size đây của mình nhìn cũng hiểu liền luôn, là ở trên là cone còn ở dưới là vẫn là hình trụ thẳng. Lý do là ở dưới mình không có thêm cái tab angle ở đây đó. Giả sử như bây giờ thử luôn 10 độ, đây là sản phẩm nó sẽ ra. Rồi bây giờ nè, mình lỡ tay mình thêm dấu trừ vô đó, thì đây là cái hay của phần mềm là nó sẽ tự hiểu là cái trừ 10 nó sẽ là bóp lại cái sản phẩm lại của mình đó.
Nói chung là chỉ với một lệnh export này nó có thể là giúp mình vẽ ra là kha khá sản phẩm rồi. Rồi, select này mình chọn thêm một cái hình này nữa luôn. Đó. Xong. Nhìn giống như những cái phễu với cái hình tháp ha. Đó. Rồi. Đây là ok. Ok luôn. Rồi bây giờ còn một hình làm gì? Tiếp tục chọn lệnh export nữa. Export thì đây ngoài cái vấn đề là cả một khối thì nó còn có vấn đề là thin export. Bấm vào. Thì lúc này nó vẫn sẽ yêu cầu mình chọn đây. Đây, cái thin export này nó có một cái hay này là nó sẽ tạo ra một cái sản phẩm có vách. Thì cái vách ở đây á, cái bề dày của nó là wall thickness này là 1 mm cái vách, và cái hình này cũng có thể là làm theo kiểu là dạng tháp angle luôn. Ví dụ đây, nói là phải ví dụ 10. Đây, thấy hình con. Rồi, ra liền. Rồi. Cái phần distance này trừ 30 có nghĩa là tính theo cái mặt chuẩn ở đây. Nếu giả sử như kéo lên. Đây, thì nó là dương 30, còn kéo xuống thì nó là trừ 30. Chuyện này rất là dễ dàng, dễ sử dụng. Đó, vừa tạo được vỏ sản phẩm mà coi như vừa hỗ trợ mình khá là nhiều. Ok trong cái việc mà tạo sản phẩm sau này. Đây, bề dày 10 ly đây nó sẽ ra sản phẩm thế này. Đó. Xong. Lúc này mình ok. Rồi, chỉ với một lệnh extrude là mình sẽ ra được một mớ sản phẩm thế này. Cái này có thể hỗ trợ mình vẽ chậu hoa, vẽ cây kiểng hay là cái gì đó. Những đồ vật hình khối, những đồ vật nào mà mình có thể tưởng tượng là mình dùng lệnh đùng mình mới có thể vẽ là ok hết. Đó. Rồi, bây giờ mình tại sao mình vẫn còn thấy những cái đường vẽ sketch này, bây giờ muốn ẩn đi. Để không có còn thấy nữa tại vì mình đã dùng xong hết cái lệnh extrude rồi. Lúc này chỉ đơn giản là tắt cái con mắt này ở phần sketch số 1 đây. Đó. Muốn nắm rê sản phẩm này á thì mình lại ấn chuột giữa để nắm sản phẩm, rê sản phẩm, và giữ shift để quay sản phẩm, giữ shift và chuột giữa để quay sản phẩm. Đó.